Ngày 24 tháng 11, bác sĩ Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới, Quảng Bình cho biết, một người đàn ông 35 tuổi, trú tỉnh Quảng Bình, được người nhà đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới, trong tình trạng đau đầu, mất thị lực, dịch chảy nhiều ở mũi, họng. Theo người nhà, khoảng 5 tháng trước, trong lúc nhậu, bệnh nhân có xảy ra xô xát với người khác gây thương tích và được đưa đi cấp cứu nhưng không phát hiện bất thường ở vùng mũi, chỉ điều trị nội khoa sau đó về nhà. Gần đây, anh thấy ngứa ở mũi nên dùng nhíp để gắp dị vật, thì bất ngờ phát hiện dị vật lớn bên trong là đôi đũa. Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận tình trạng tràn khí nội sọ. Sau khi tiến hành hội chẩn, đội ngũ y tế quyết định phẫu thuật nội soi qua mũi, kết hợp vi phẫu đóng kín lỗ rò sọ não cho bệnh nhân. Hiện tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ổn định, tiếp tục được điều trị phục hồi chờ xuất viện.